Xin chào tất cả anh chị em. Cái clip này tôi xin hướng dẫn mọi người sử dụng cây đàn Casio có số hiệu là CT655. Ok mọi người, đây là một cây đàn rất là xịn, cực kỳ xịn của hãng Casio. Loa của nó là led bright 61 phím, hình thức của nó cũng khá bự. Màn hình led hiển thị số. Cây đàn này thì nó có 100 tiếng, 100 tiếng 110 tiếng nhầm, và nó có 56 điệu, rất là hay. Ok, đây là một cây đàn made in Japan, khá nặng nhé, khá nặng. Đây đằng sau của nó đây, nó có đường pedal này, đường phone này, hoặc cả đầu ra luôn, nó có MIDI luôn. Đó, số hiệu của nó đây. Đây là đường điện. Ok mọi người, cây đàn nào thì nó cũng tựa tựa như nhau, nó cũng đều có các chức năng cơ bản. Ok, cái này thì âm thanh của nó thì kêu thì thôi rồi, ầm ĩ nhà cửa rất là mạnh, và âm thanh của nó thì tất nhiên thì nghe cũng rất là ổn. Ok, giờ tôi bật đàn lên để sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cây đàn này. Chúng ta đây, đây là nút nút này quan trọng nhất này, nút này nút power cho và MIDI. Ok mọi người, nút này quan trọng nhất, khi mà ta gạt hết lên trên thì là nút off, off như là tắt đàn, bắt đầu khi mà ta gạt xuống nó là nút on. Ok, đàn đã mở, đèn đã sáng. Mọi người có thể thấy chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4. Chúng ta có 4 nấc chế độ để chơi. Cái nút này rất là quan trọng, nó điều khiển toàn bộ chức năng chơi của cây đàn này. Ok, chúng ta sẽ thấy là on, finger và Casio cho là on này, vẫn là nút on tiếp này, và MIDI. Ok, tôi sẽ giải thích từng cái chức năng ở đây. On nghĩa là chế độ khi mà ta off này này là tắt này, rồi ta gạt xuống chế độ on là mở đàn, và nó là chế độ on thì gọi là chế độ solo. Chế độ solo là chế độ Norman đấy, nghĩa là chế độ mà không liên quan đến chơi điệu, chơi trống, không liên quan đến nền bass gì hết. Nghĩa là 61 phím này nó chỉ chơi một thứ tiếng duy nhất ở trong 110 tiếng này. Ví dụ bật cái đàn này lên mặc định là tiếng piano, ok, thì 61 phím này nó chỉ chơi tiếng piano thôi, nó không liên quan đến chơi điệu. Mọi người nghe này. Ok, nó chỉ chơi tiếng piano thôi. Ta để làm gì? Đơn giản thôi, để ta thích đánh một cái tiếng solo nào đó thì ta đánh, tùy sở thích của ta, hoặc là ta lấy tiếng piano thì nghiễm nhiên ta biến cây đàn này thật trở thành một cây piano để làm gì? Để ta luyện ngón mỗi ngày. Anh chị em cũng biết là organ hay là piano đều phải luyện ngón các bài cơ bản như nhau hết, đúng không? Ok, ví dụ là vậy, hoặc là ta đệm hát cho nhau nghe. Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại, đừng là áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Ví dụ là vậy. Ok mọi người thích lấy tiếng nào thì lấy. Mình sẽ chơi solo 61 phím này chỉ một thứ tiếng đó thôi. Ok, đó là chế độ on, và bắt đầu gạt xuống chế độ finger. Tiếp theo là finger. Ok, mọi người thấy khi mà gạt xuống finger rồi là sẵn sàng cái đàn này nó sẽ để chúng ta chơi điệu. Bắt đầu gạt xuống nhé, là bắt đầu để chơi điệu. Mà khi chơi điệu rồi á thì mặc định mọi người phải nhớ từ phím pha này trở về đây là nơi ta bấm hợp âm này. Đó, ở đây đàn nó ghi rất là rõ, ký hiệu rất là rõ. Đó, cho hợp âm từ phím pha này trở về đây. Ok anh chị em. Ok, còn ở bên này từ phím pha thăng này trở về đây vẫn là nơi để ta đánh một cái tiếng solo gì đó ở đây. Ok mọi người. Bắt đầu vào chơi điệu thì bây giờ finger là gì? Chế độ finger là chế độ bấm hợp âm cơ bản của tất cả các loại đàn organ, từ Yamaha, Casio, Korg hay Roland hay là Kurtwell hay là Kawai hay là rất là nhiều những cái hãng organ nổi tiếng khác đều có một chế độ bấm chung, đó là chế độ bấm finger. Như này, một hợp âm thì thường có 3 nốt đúng không? Đồ mi son vang lên cùng lúc như này, như đây là hợp âm đô trưởng, đúng không? Thì bên tay tay trái này khi ta đánh chơi organ ta bấm hợp âm ta phải là đô mi son, đô thứ là đô mi giáng son, thì tay này cũng phải bấm đô mi giáng son, nó sẽ ra đô thứ. Ok anh chị em học học tập âm nhạc, học tập organ thì chúng ta phải học thuộc tất cả các mặt hợp âm thì chúng ta chơi mới tốt được. Không khuyến khích anh chị em tăng chan po đàn lên, thực ra thì tăng chan po nó cũng ok, nó nhanh gọn nhưng mà nó làm cho chúng ta không có được giỏi trong vấn đề học tập âm nhạc. Cho nên là không khuyến khích mọi người tăng chan po, mọi người phải tập tất cả các tông, đô trưởng, rê trưởng, mi trưởng, đúng không? Fa,
son. Đây là những tông trưởng. Đó, đây là những tông trưởng. Đó, mọi người phải học. Đó, học cho nó chuẩn để khi bắt đầu là mình sẽ chơi tất cả những âm giai trưởng, âm giai thứ sao cho nó hay. Ok mọi người, đơn giản như vậy thôi. Đó. Ok. Rồi, đó là cách bấm finger. Còn gạt xuống tiếp theo là chữ on này. Chữ on này người ta gọi là Casio cho. Bên này nó để rất rõ này. Casio cho là gì? Casio cho là cách bấm hợp âm của đàn Casio. Nghĩa là cái hãng Casio ra đời, nó đã sáng tạo ra một cách bấm hợp âm của riêng nó. Chúng ta có thể lên mạng, chúng ta lấy tài liệu rất nhiều tài liệu ở trên mạng là cách bấm hợp âm của đàn Casio cho về chúng ta nghiên cứu. Đây tôi chỉ nói qua thôi, chứ tôi không có nói sâu quá được. Tại vì đây là chỉ là clip hướng dẫn học đàn, nhưng mà là hướng dẫn sử dụng đàn, nhưng mà là clip dạy âm nhạc. Ok, Casio cho là ví dụ như là như tôi nói đô trưởng. Đó, ba nốt đô mi son thì bên này ta chỉ cần bấm một nốt đô bình này thôi thì nó là đô trưởng, đô thứ, đô mi giáng son. Thì bên này ta bấm đô bình cộng với đô thăng thì sẽ ra đô thứ. Ok, rất là đơn giản, nó là cách bấm tắt của đàn Casio, rất là thú vị. Tuy nhiên thì có thời gian mọi người nghiên cứu thêm, cái này nó cũng chả cần thiết lắm. Mọi người cứ bấm chắc cái finger là ok rồi. Còn cái này khi mà ta giỏi finger rồi, ta sẽ nghiên cứu thêm cách bấm của Casio thì ta sẽ lấy tài liệu về ta luyện tập thêm, nó rất là dễ thôi. Ok mọi người, còn gạt cuối cùng là nước MIDI. Nước MIDI này thì là để cái cổng MIDI đằng sau này này, để ta kết hợp với lại một số thiết bị như là sao cạc để làm nhạc, hay là những cái thiết bị effect mọi thứ mà nó cần chơi MIDI thì ta kết nối cái đàn này vào những cái hệ cái thiết bị để ta điều khiển nó. Ok, rất là ổn. Cái này thì mọi người cũng không có quan trọng lắm, tại vì mọi người chỉ mua về tập organ thôi, nên mọi người cũng không có cần thiết phải quá quan tâm đến cái MIDI này nhé. Ok, rồi này tôi đã chỉ cho mọi người cái nút này rồi. Đó, rất là quan trọng, ta chơi chế độ gì ta gạt về chế độ đó. Mình chơi chế độ solo thì mình gạt lên chữ on, mình muốn chơi điệu thì mình sẽ gạt xuống finger. Và khi mà chúng ta giỏi về bấm Casio cho rồi, ta gạt xuống Casio cho thì ta chơi thôi. Đó, rồi tôi sẽ gạt nó về nút finger. Rồi, giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người cách lấy tiếng. Cách lấy tiếng của cây đàn này. Ok, mọi người sẽ thấy rõ. Bên này, cái tổ hợp này. Bên này là beat, bên này là tone. Beat nghĩa là điệu, tone nghĩa là tiếng. Rồi, cái đàn này nó chia rất là rõ ràng tất cả các banh tiếng. Ở đây, chúng ta thấy, chúng ta có những cái cột này. Piano, harp, percussion, guitar, solo 1, solo 2, organ, bass, split, synth sound. Đây là giao hưởng. Rồi, vậy thì ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta có 10 cột thì tương ứng ở bên này ta sẽ có 10 nút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok mọi người. Ta có từ 0 đến 9, tương ứng cho từ 0 đến 9. Mỗi cột này, cột 0 này, 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ta ấn số 0 thì nghiễm nhiên nó là tiếng số 0 này của piano này. Ta ấn số 2, ta ấn số 1 thì nghiễm nhiên nó là tiếng số 1 của tiếng hạp. Rồi, ấn số 3, số 3 nghe số 2 đấy, thì nghiễm nhiên nó là tiếng vibraphone. Ok anh chị em, rồi, ấn số 3 là tiếng guitar điện. Đó, thấy không? Rồi, số 4 là tiếng sắc. Ok, cái đàn này tiếng hay đúng không? Rồi, ấn số 5 là tiếng xin. Ok, đó. Rồi, đây là cơ bản là từ 0 cho đến 9. Ta ấn tiếng nào ta ấn thì nó tương ứng với lại các số chữ ở dòng trên đầu này. 0 là piano, 1 là harp. Tất cả những cái phím này nó tương ứng với lại cái dòng ở trên đầu này. Ta ấn số 9 đây thì nó là tiếng string. Đó, tiếng string. Đúng không? Đó, ta ấn số 6 đó là ra organ. Ok, nó để hết chữ ở đây này. Rồi, thì bây giờ là sao? Bây giờ nó sẽ có rất nhiều kiểu trộn tiếng, như là trộn 0.0, 0.1. Như là ví dụ ta về banh tiếng số 0 đi, là tiếng piano. Rồi, ở đây cái dọc này, cái banh này này, ta sẽ thấy là 0.0, 0.1 cho đến 0.9. Chúng ta sẽ có rất nhiều tiếng piano. Đó, ví dụ như ta đang ở số 0. Vậy thì giờ ta muốn lấy 0.0, tiếng 0.0 hoặc là tiếng 0.1 ta lấy như thế nào? Đơn giản, ta ấn vào tôn banh. Đó, nó sáng điện lên này. Rồi, hiện giờ đang là 0.0, nghĩa là tiếng piano 2, đúng không? Đó, ta lấy số gì tới 0.1, piano 3, 0.2 là electric piano. Đó, cho đến 0.9 nó là tiếng bass và tiếng piano. Đó,
đúng không? Đó, khi mà ta tắt đi thì nó trở về số 0 đầu tiên nhé, trở về tiếng đầu tiên mặc định số 0 này. Ấn vào đây, ấn vào tone banh này thì là ta lấy tiếng ở trong cái banh này. Rất là đơn giản. Ví dụ tôi lấy tiếng số 2 đi, 0.0 đi. Rồi, 0.1 xem nào. 0.2 xem nào. Tiếng piano. Piano điện á. 3 đi. Đó. Ok mọi người, đơn giản, đây là cái banh tiếng số 0 nhá. Rồi, cái banh tiếng số 1 thì ta lấy sao? Ta tắt cái tone banh này đi. Rồi ta ấn vào số 1 và ta lại bật lại cái tone banh này. Ok. Vậy là số 1 1.0. Vẫn là tiếng hạp đúng không? Ví dụ ta lấy một cái tiếng khác đi. 1.3 xem nào. Đó, ta lấy 1.9 xem nào. Rất là đơn giản đúng không? Rồi, ta muốn lấy banh tiếng percussion này này. Ta lại tắt tone banh đi. Ta ấn số 2. Khi mà ta ấn số 2 xong ta ấn vào tone banh. Ok. Nó sẽ nhận cái banh tiếng này. Đó. Vibraphone. Rồi, 2.9 đi, tiếng pẹt. Ok, nó tiếng bộ percussion. Rồi, ví dụ 2.8 đi, tiếng bell. Ok, tương tự như vậy, anh chị em muốn lấy tiếng gì thì ta cứ làm theo thao tác đó. Ấn đầu tiên ta tắt tone banh đi, không cho nó sáng, tắt đèn đi. Và ta muốn xài banh gì ở đây thì ta cứ chọn vào banh đó. Khi ta chọn vào banh đó xong, ví dụ banh số 8, đó, khi mà nó đang ở số 8 thì ta muốn xài cái banh số 8 này, ta ấn tone banh lên. Ok, ta sẽ chọn được thêm 9 tiếng nữa. Đó, ở trong này. Rất là đơn giản. Đúng không? Đó, anh chị em cứ thế mà nghiên cứu thôi. Ok. Rồi. Bây giờ mọi người có thể thấy bên này. Tại vì mình đang liên quan tới tiếng, tôi chỉ luôn. Bên này là tone editor, nghĩa là mình sẽ edit lại cái tiếng đấy. Mời mọi người nghe tiếng delay của piano không? Ok, nó vang hơn á. Ok, mọi người có thể từ cái tone editor này, mọi người có thể design thêm tiếng cho nó vang hơn, cho nó delay, à, cho nó compressor lại, nhiều thứ các mọi người tự nghiên cứu cái này. Giờ tôi chỉ mọi người cách lấy điệu. Cái này thì nó cũng tương tự như là lấy tiếng thôi. Chúng ta xem, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 banh. Và ta có mỗi banh nó có 8 điệu. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, là tất cả chúng ta có 56 điệu. Ok, ta muốn chơi thì ta ấn qua bên này. Đó, ta ấn đại một cái này. Thì ở đây, cái beat này này, là chúng ta cũng có từ 0 đến 6 này. Đó, đây là banh số 0, banh số 1, banh 2, banh 3, 4, 5, 6. Và tất cả những cái banh này đều có 0.0 cho đến 0.6. Hoặc là 1.0 cho đến 1.6. Hoặc là 6.0 cho đến 6.6. Vậy ta sẽ muốn lấy 0.0, ta lại ấn vào beat banh. Ok, nó 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6. Ok, tắt đi, ta lấy banh số 6, ta ấn vào đây. 6.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tương ứng với tất cả các sao tiếng ở đây. À, các điệu ở đây. Thế chúng ta lấy thôi. Rất là đơn giản. Đó, ví dụ như là tôi lấy banh số 0 đi. Rock. Thế ta chơi thôi. Rồi, đây là tôi, khi chơi tôi chỉ cho mọi người cái tổ hợp này. À, cái tổ hợp này nó rất là đơn giản. Cái này là start stop, tắt mở trống. Tắt mở. Ok, đây, trên cái nút tắt mở này là tempo nhanh chậm. Nhanh này, rất nhanh, chậm này, rất chậm. Rồi ấn vào hai nút nhanh, hai nút tempo này lên xuống này này thì nó sẽ trở về tempo mặc định. À, ví dụ ta giảm đi ở 68 này, ta không biết cái tempo mặc định là số bao nhiêu, ấn vào hai nút này. Rồi tempo mặc định là số 132. Rồi ở đây là ending là kết bài, fill in là dồn, intro long nghĩa là dạo đầu á, dạo dài, xin cho là chế độ chờ, break nghĩa là chế độ dồn trống. Cũng là một chế độ dồn trống. Ta có hai chế độ dồn trống. Intro ngắn. Đó, ta có intro dài và intro ngắn. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ bật thử nhé. Chế độ chờ là gì? À, chế độ chờ là khi ta ấn vào đây, nó sẽ sáng điện lên.
Nó chờ ta ấn bất kỳ một hợp âm nào đó là để nó vào trống với điệu luôn. Ok. Rồi, cái này ứng dụng rất là đơn giản. Ta đánh một câu lý đa nào đó là ta vào thôi. Dồn trống này. Ok. Break này. Và intro ngắn này. Ok. Rồi đây kết bài này. Ok. Nghĩa là ta chơi một đoạn một bài nào đó, ta chơi xong rồi thì ta để cho máy tự kết thì ấn nút ending này là xong. Ok, còn intro long này này, ta muốn sử dụng intro thì ta ấn vào nút phím chờ. Xin cho nó sáng điện lên và ta ấn intro. Rồi, ta ấn bất kể hợp âm nào đó là nó tự dạo đầu cho mình luôn, bắt đầu. Ví dụ là vậy. Ok anh chị em, đơn giản vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy ba cái nút này. Cái nút này thì nó là chúng ta thấy main volume, nghĩa là đây là volume tổng của đàn. Accom volume như là volume của nền á, của bát á. Rim volume như là volume của trống. Rồi. Đi vào từng cái một. Ok. Ok, này trống không này. Volume của trống thôi, chỉ có trống thôi. Đúng không? Còn này volume của nền này. Là nó chỉ có bát với nền thôi, đúng không? Đó. Bật lên. Đơn giản là để ta mic lại, ta thấy trống nhỏ quá ta đẩy lên. Nền to quá ta lại kéo xuống. Tôi nói ví dụ vậy do mọi người mic cho nó vừa tai mọi người. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Ok, rồi. Bây giờ tôi chỉ cho mọi người tiếp mấy cái nút trên này, coi như là xong cái đàn này rồi. Rất là dễ. Cho 1, cho 2. Obligato Auto Harmonizer Echo Line. Rồi, đây là gì? Rồi chúng ta nghe này. Tắt hết hợp âm, nghĩa là cách đệm á. Chúng ta nó cái này, cái đàn này rất là hay, nó cho chúng ta tùy chỉnh rất là nhiều. Đó, khi mà ta tắt hết hai cái trò thì chỉ còn trống với bát thôi. Nghe này. Trống với bát thôi. Đúng không? Bật lên từng cái một này. Tắt cái trò 2 này. Rất hay, bật lên cả hai. Có đánh hết luôn. Ok, tùy mọi người, người thích chơi nào mọi người chơi, mọi người thích tắt, thích mở gì, tùy biến mọi người. Từng điệu một nó đều có cho một cho hai, nó sáng hết, nó đánh rất là dễ, đúng không? Rồi, thằng tiếng này. Mọi người nghe không? Tiếng đàn dây. Ok, bật lên này. Tắt đi này. Rồi, thêm tiếng đàn dây. Rất là hay. Ok, cái này là nó làm cho các bạn nhạc nó đầy lên, nó đầy lên. Đó thì tùy mọi người cũng ra giảm. Đó chính là thằng cho 1 cho 2 này. Đó, và ta muốn thêm cái thằng obligato này. Thêm giảm dây ấy, ta bật nó lên, nó đánh thêm giảm dây cho mình. Hoặc là một cái tiếng gì đó, máy tự setup sẵn, nó đánh cho mình. Ok, đơn giản vậy thôi. Rồi, cái auto harmonizer này nó là cái cách trộn tiếng tự động của đàn á. Trộn mấy tiếng linh tinh để vô với nhau, nó cũng chả có tác dụng gì nhiều. Nên chúng ta không cần xài đâu. Nó rất là vô dụng. Rồi, cái Echoline này thì nó như này. Mọi người nghe tập đây, tôi bật lên này. Tôi giảm nhỏ. Ok, nó nhạc nhau mình á. Ok, nó nhại theo mình luôn. Nó là gọi là Echoline mà. Ok mọi người, cái nút này cũng vui vui thôi. Mọi người thích thì mọi người xài, không mọi người cũng tắt đi, chả dùng đến đâu. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, mọi người tự khám phá thêm nhá. Còn cái demo thì bật lên là nó chạy thôi.
rất ầm ĩ. Rồi, chỉ cho mọi người nốt hai cái nút này nữa là xong cái đàn này rồi. Đây là nút record và nút start stop của record. Ok, cái đàn này có thể ghi âm lại được, ghi lại cái bản nhạc mà ta vừa chơi được. Ok mọi người, muốn ghi, mọi người ấn vào nút record, nó nháy, rồi ấn vào nút start. 1, 2, 3, vô. Rồi, tắt, nghe lại này. Đó, tôi vừa đánh đó, đánh tầm bậy tầm bạ. Ok, lại nhá, ấn vào nút record, đúng không? Rồi, bắt đầu ghi là ấn vào nút start. 1, 2. Rồi, đây là ghi xong rồi. Rồi, tắt. Rồi, muốn nghe lại, mở. Ok, vừa đánh đó. Rồi, đơn giản đúng không? Cái nút này là để làm gì? Là để khi mà ta muốn đánh lại một bài gì đó, ta muốn nghe lại cái bài mà tác phẩm của ta vừa đánh. À, thì đơn giản, ta ghi lại rồi ta nghe. Nó rất là tốt trong vấn đề học tập âm nhạc. Chúng ta tập luyện một cái bài gì đó và chúng ta muốn nghe lại để xem là các câu cú mình đánh đã chuẩn chưa? Chuẩn, thứ nhất là chuẩn nhịp chưa? Thứ hai là đánh có cảm xúc không? Thứ ba là đánh có đúng nốt không? Đó, thì là cái memory này nó rất là hay để cho ứng dụng trong vấn đề học tập, nó rất là tốt. Nên anh chị em có cây đàn này mà có chế độ này là rất là hay. Ok mọi người, bây giờ tôi đã chỉ cho mọi người toàn bộ chức năng sử dụng của cây đàn Kaio CT655 này rồi. Hy vọng ai sở hữu cây đàn CT655 này thì hy vọng là sẽ ngày càng yêu âm nhạc hơn và học tập âm nhạc ngày càng tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã coi clip này. Xin cảm ơn rất nhiều.